Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Mình với mày mới đi lượm một vòng ở xung quanh đây, nhưng mà nó vẫn không có thêm bất kỳ một cái công trình nào cho mình các quyển sách nâng cấp cây gậy phép lên đó. Mình cũng đã luyện cái cây gậy phép của mình lên một xíu rồi đó. Cái này thì còn khoảng tầm một tẹo nữa thôi là nó có thể nâng lên cái cấp Apprentice rồi đó. Giờ chỉ còn thiếu cuốn sách thôi. Hôm nay thì mình sẽ đặt mục tiêu là tìm được cái cuốn sách nâng cấp lên Apprentice mới chịu ha. Cố gắng lên. Đồng thời thì mình muốn làm thêm một cây gậy phép nữa. Tại vì giờ một cây sẽ không đủ các bạn ơi. Phải hai cây. Pháp sư luyện rồng mình phải chơi lần hai cây nó mới đã ha. Đó, mình sẽ làm thêm một cây nữa. Rồi, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Giờ thì ép vô cây gậy phép mới này. Mình sẽ phân chia công dụng từng cây gậy nha. Cây gậy đầu tiên mình sở hữu, nó là cây gậy chuyên để tấn công. Còn cây gậy mới này thì sẽ là chuyên về phòng thủ. Và những cái phép phòng thủ thì mình thấy có cái phép chẳng hạn như là bơm khói nè, rất là hiệu quả. Để bây giờ mình sẽ ra mình làm mẫu cho các bạn xem nha. Mình sẽ quăng bơm khói nó, xong mình sẽ chưởng như vậy. Mình thì có thể chưởng nó, mà trong khi cái địch đang bị bơm khói á, nên sẽ không thấy mình và mình sẽ rất là an toàn luôn. Đó là một combo ha. Còn combo thứ hai thì nó sẽ ảo diệu hơn. Gắn vô đây phép Matrix đúng không? Ví dụ gặp cái địch nè, trước mặt Matrix một phát chạy liền. Nó ảo liền, ảo liền. 36 kế chạy lịch thượng sách ha. Đó là hai phép. Ngoài ra thì chắc mình sẽ ép thêm cho nó cái phép hồi phục luôn là hợp lý nè. Ép hồi phục, ép vô luôn. Rồi, như vậy thì cây gậy phòng thủ của mình nó đã có được 3 phép rồi. Rồi, công việc chuẩn bị đồ cho chuyến đi ngày hôm nay đã xong rồi. Giờ thì chắc mình sẽ lên đường và đi luôn á. Đi liền cho nóng, đi liền cho nóng. Tranh thủ lúc trời còn sáng nè. Mình với My sẽ đi thêm một chặp á. Ê, trước khi đi thì để cho My ăn cái đó. Từ từ. Thịt bò. Ủa, mình giục ở đâu ta? À, ngoài này. Mình mới thịt thêm bò. À đây. Đàn bò của mình đang dần phát huy công dụng rồi. Mới mốt phải làm một cái tượng con bò để vinh danh bò mới được. Có công rất là lớn để nuôi nấng mấy em rồng ha. Mình sẽ làm thức ăn cho rồng. Bữa nay thì sẽ cho My ăn no cái bụng luôn. Này, Vừa đủ. Một stack thắng thần ơi. Thịt 3 ngày liên tiếp mà chế tạo được có một stack à. Đúng lâu luôn á. Toan rồi. Cái này phải thịt bò nhiều hơn nữa mới được. Cỡ gà mình sát hại bò hơi nhiều đó nha. Nhưng mà vì mục đích là nuôi nấng rồng nên phải chấp nhận sự thật đó thôi. Giờ thì My lên đây ăn nè cưng. Bữa nay là cho lên cấp 60. Ôi gì, cấp 100 luôn á nha. Chuẩn bị tinh thần chưa, lên cấp 100 lần đó. Ôi ôi ôi. Hình như nay thấy mình cho ăn nhiều quá sợ sao nè. Trời ơi, mặt mẻ kìa, nghiện còn ngại nữa. Ăn đi cho mau lớn nè. Rồi lên 100 luôn nha. Tại vì My là rồng khởi đầu của mình á, nên mới được sự ưu tiên đặc biệt này thôi. Còn mấy em rồng sau thì tùy điều kiện ha. Có nhiều thì mình sẽ cho ăn nhiều, có ít thì mình sẽ cho ăn ít lại xíu. Rồi, và thêm 4 phần ăn nữa là rồng sẽ lên được cấp 100 rồi. Nó ui ui ui, lột hố. My của chúng ta đã lên cấp 100 rồi. Bây giờ thì có thể nói My có thể gánh tem được rồi đó. 100 thì đòn tấn công của rồng sẽ rất là mạnh ha. Nên mình sẽ tin tưởng My ngày hôm nay. Một xíu gặp con nào là mình sẽ cho My hay cân con đó. Sức mạnh mới mà. À, đi thôi. Hôm nay để coi. Hồi nãy đi mình đi từ hướng này nè. Nhưng mà đi được con đoạn à, cũng không có gặp nhiều công trình á. Bây giờ mình sẽ đi thử lại thêm một lần nữa. Biết đâu lúc mình bấm ghi hình thì nhân phẩm của mình cao hơn thì sao. Cũng có lý. Rồi đi thôi. Ui. Ôi. Cái gì á? Trước mặt mình là một loài rồng gì rất là lạ luôn. Trời ơi, rồng gì đẹp vậy? Đây là rồng... Rồng ong. Wow.
Nhưng mà khoan nha, lòi rồng ông này hình như hơi hung dữ á. Hồi nãy trưởng mình mấy hit mà hình mình với mi né được, mà trưởng cái văn game nó mới ép đó chứ. Hình như đằng kia là tổ của cái con rồng ông đó thì phải. Bên cạnh đó thì mình phát hiện còn có bộ tộc OT sống ở đây nữa. Ở đâu rồi? Hồi nãy mới thấy bộ tộc OT ở đây mà. Hơi bị ghê nha. Hình như đằng đó chính là cái tổ của loài rồng bi đó. Ok, biết được thêm một thông tin mới. Giờ có nên chơi liều không? Mình thử mình cho mì tấn công vô trong đó. À, tấn công được. Mình phải thủ tiêu con rồng ở trong đó trước mới được. Ui, nó trâu quá, nó cấp 100 lận. Tình hình này là không ổn thế nào cả. Ui, mì ngủ nữa, thôi vô trong đi em. Mì ngủ rồi. Một mình phải cân cái con rồng trong tổ thôi. Ui, sao cái tổ rồng này đông vậy? Ui, sao vô lấy trứng rồng vậy? Lò rồng nó hơi bị đẹp á. Có cách. Mình sẽ dùng tuyệt chiêu là quăng bom mù. Hợp lý. Hy vọng là nó không thấy mình. Sao mà thấy được? Tìm cái trứng, không thấy cái trứng ở đây. Nè, đây là tổ ong nè. Tổ rồng ong, chứ không phải tổ ong. Bây giờ mình phải tìm cái trứng nó nằm ở đâu trước đã. Để mình lục thử. Đây có cái trứng không? Không có trứng ở đây. Ủa vậy cái trứng ở đâu ta? Trên đỉnh này coi. Mình đang đứng trên đỉnh luôn nè mà không thấy cái trứng. Có khi nào? À kia. Mình thấy cái trứng rồi. Mù đi, đừng thấy tôi nha. Omega lui, không thấy tôi. Chạy thôi. Ôi. Mình đã trộm thành công cái trứng đồng ong này rồi. Nhờ cái phép bơm mù này, bơm khói này, nó làm mù lò có cái con rồng á, nên mình mới lấy cái trứng rồng ong cực đẹp này dễ dàng như vậy á. Wow. À đã vậy đây còn có ngôi làng phù hỷ nữa nè. Được, mày ơi thức đi mày ơi. Đến lúc thức dậy rồi mày ơi. Ui, láo tét. Con này dám tấn công mình á. Mày xuống đây mày. Qua đây. Ổn bển con kia nó cắn bây giờ. Thì cái tình á, mi lì lắm rồi đó nha. Xuống đây để mượn sức mạnh xíu nào, mới lên cấp 100 cho mượn khè mấy con này xíu thôi. Đi nào. Rồi đi. Mi ngủ rồi. Ok, ngủ thì không cho cưỡi hả? Cho cưỡi đi. Thiệt luôn á, ghét mi ghê. Mới cho ăn lên cấp 100 đã, giờ mình mượn đi điều quẩy xíu cũng không cho. Mắc ghét, tự mình xử. Ừ, mình có thể sử dụng phép Matrix này vô mấy bào phù thủy. Sau đó mình tấn công. Hợp lý. Không biết tôi là ai nha, quên tôi đi. Hợp lý, cái phép Matrix này cũng đỉnh nè. Matrix lại. Đó, đâu biết mình là ai đâu. Sau đó mình chỉ việc dương cung và bắn thôi. Ủa mà có đó sai. Pháp sư mà sao toàn xài cung như ta. Rồi ở đây có sách nâng cấp luôn. Ý, mình có thể nâng cấp lên cấp Apprentice rồi. Mình đã tìm được cái quyển sách đó rồi. Yeah, tuyệt vời. Rồi ngủ ké luôn. Hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn rồi. Trời ơi. Giờ thì gán cậy thêm một xíu nữa thôi cho cái cây gậy phép của mình nó lên cấp ha. Chắc sắp lên cấp rồi đó. Bên đây thì sao? Nè, bên đây có rương nè. Ui, có một vài cuộn sách phép. Một cái phép thuật mới nữa nè. Mấy cái cuộn phép này hay lắm nha. Đôi lúc nó sẽ cho mình những cái phép rất là xịn sò luôn. Lần này mình sẽ dùng thử. Rồi, được một cái gì đây? Aquatic Life. Ui, cái gì đó nó cuộc sống
Cuộc sống dưới đại dương à. Ôi ôi ôi, con láo tét, láo tét. Ủa cái gì nữa đây? Nữa hả, nữa hả? Ao, né nè. Ao ao ao. Ghê ơi. Không ổn rồi. Có một con rồng nó đang định ăn thịt mình rồi. Con này nó hung hơn hai con hôm qua. Láo tét thật. Nó dùng tuyệt chiêu vừa bay vừa phun lửa. Ơ kìa, nó đi luôn rồi. Oh my god. Nó lướt qua đời mình vậy thôi hả? Không hiểu luôn. Trời ơi, nó phá tan thành nhà của phù thủy rồi. Sách gì đây? Ủa, mình mới lượm cuốn sách gì mà. Ủa? Ủa sao mình lượm vô nó không có chân vậy? Rồi luôn, bị lắc luôn. Ghét thiệt luôn, chưa vô lút nữa là nó bay ngang, nó làm hư đổ hết trơn rồi nè. Cày thế nhờ. Chắc mình phải quay lại đó mình chơi con rồng đó thôi. Thịt con rồng đó. Cái tội láo tét. Mình chưa kịp lút đồ nữa. Cái nhà của phù thủy đang thui thù lùi luôn rồi. Vô kiểm tra coi còn rương không. Rồi luôn, nó đang thui như vậy rương bọng gì mà còn được. À con. Ồ, một cái bánh bàn chế tạo. Nón phù thủy. Áo giáp bảo vệ cấp độ 5. À, cuốn sách kia là cuốn sách nâng cấp á. Hồi nãy nó bị lắc, nó không có hiện lên. Rồi, con rồng này tới số rồi. Dám hớt tài trên của mình. Tính nóng võ công cao. Bữa nay là còn biết phép thuật nữa. Nó chết. Mi ơi Mi. Lần này là Mi phải ra mặt rồi Mi ơi. Đừng ngủ nữa em, thức tỉnh đi em. Thức tỉnh đi Mi. Thức tỉnh đi. Đúng rồi. Chúng ta phải phô trương sức mạnh lên chứ. Mình cấp 100 rồi mà. Đừng sợ. Anh báo kê cho. Ủa nhưng mà bây giờ mình không cưỡi được Mi ấy. Thôi, cái này là chắc ý trời rồi, muốn mình tự xử con rồng này rồi. Mà hình như con rồng này nó mới chơi đồ hay sao nè. Biểu hiện của nó là bay lắc rất là dữ nha. Mình tình nghi con rồng này mới chơi đồ xong nè. Khốn kiếp, rồng hư hỏng. Dám chơi đồ hả? Sẵn tiện mình sẽ luyện cây gậy của mình nó lên cấp luôn ha. Quên ta đi, hãy quên ta đi. Đó, mình mai triết con rồng. Úi, có vẻ cái phép điều khiển tâm trí của mình nó không hiệu quả đối với con rồng rồi. Vậy thì ăn bơm mù đi, bơm khói đi. Ê, ê, bơm khói hiệu quả với rồng nha. Mình quăng bơm khói là rồng sẽ không biết mình ở vị trí nào luôn á. Đó, ăn bơm khói đi. Được lắm. Ăn bơm khói nữa nè. Ê. Hết mana. Rồi không mang theo cái bàn. Oh no. Thôi xong mình rồi. Mình quên mất. Mình không có mang theo cái bàn nâng cấp rồi. Cái bàn phép thuật của mình đã để nha. Kệ, có cung thì mình dùng cung cũng được. Bất đắc dĩ thôi. Làm cung thủ bất đắc dĩ. Này thì gồng nè. Ái chà chà. Thì cái tình luôn á. Hết mana mà không có cái bàn đi. Nạp mana lại suýt nữa thì đi đai rồi. Rõ ràng hồi nãy lúc đi là mình nhớ là mình có đem theo rồi mà. Lắc kiểu này thì chết luôn rồi. Ở đây, cái xác rồng đây. Đó. Tình trạng này không biết sao giải quyết đây. Cái này là mới đi khám phá có 3-4 bữa thôi đó. Mà map nó lắc như vậy rồi. Rồi được nhiêu vậy đây? 21 vậy. Trời ơi, không gán cho 24 luôn đi. Đừng xét đồ. Thôi kệ em sao. Có là quý rồi. Bỏ túi liền. Rồi. Và cái gậy phép của mình thì chắc nó sắp lên cấp thôi. Nó chưa lên cấp đâu. Nếu mà lên cấp thì nó đã thông báo cho mình rồi.
nó đầy cái cây này nè, và nó thông báo lên một cái thì mình mới ép được cái quyển sách Apprentice nâng cấp lên ha. Thôi không sao, trước sau gì cũng lên hà. Từ từ. Giờ thì trước mắt là đi luyện cấp tiếp. Hồi nãy giờ không cho anh cưỡi, bây giờ phải cho cưỡi nha. Để anh sửa đẹp mấy cái con này mới được. Sức mạnh mới của mi mà, phải test thôi. Bộ tộc bộ tê, một hit. Nói gì đây? Quá là khủng luôn á, phun lửa luôn nè. Ui giời ơi, đây mới là mi nè. Được chưa? Ui, đằng kia có con gì vậy? À, đó cũng có mi nữa, nhưng mà mi nhỏ thôi. Trời ơi, mi kia phải gọi mi này là bằng he chị đó nha. Mi này cấp 100 lần đó, mi này nhiêu? Trời ơi, mi này mới cấp 87 thôi. Em úp. Rồi, gãy một xíu thôi ha. Giờ thì chắc lên đường tiếp thôi. Mình sẽ vừa đi và vừa xài phép một xíu. A few moments later. Đấy. Cái gậy phép của mình đã hiện thông báo rồi kìa. Gậy của mình đã lên cấp Apprentice rồi. Ui, con ma này. Con ma này láo tét hả? Con dân bay này, né ra đi. Gậy anh đã lên cấp rồi đấy, đừng có đùa. Né ra chỗ khác mà chơi. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ nâng cấp cây gậy chúng ta lên cấp Apprentice nha. Apprentice nè, lên liền. Cấp Advanced, à quên, chưa đầy cây này sao nâng được. Phải đầy cây này mình mới nâng tiếp thêm một lần nữa ha. Nhưng không sao, lên cấp này là ok rồi. Ở nhà mình có được hai quyển sách cấp Apprentice á. Hay là giờ về nhà học, học phát rồi đi tiếp nhờ. Hợp lý. Đỡ nhiều khi mình học được mấy phép xịn xịn nữa, đi khám phá mình sẽ chắc cú hơn. Gặp quái mình sẽ dùng phép xịn, nó sẽ tốt hơn á. Rồi, về nhà học phép thôi. Không biết hôm nay sẽ học được phép gì đây. Hồi học á, nhưng mà trước tiên thì đi ngủ. Ngủ cho trời sáng chứ, buổi tối nguy hiểm lắm. Đang học phép lớn ngớ Ripper tràn trong nhà, nổ một cái là end series luôn là mệt. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy cuốn sách cấp Apprentice đầu tiên. Thứ hai, có quyển thứ ba không? Có quyển thứ ba luôn. Cho hết vô cây gậy của mình, thay thế cho ba phép đầu tiên ha. Đó chính là phép Magic Missileen nè. Phép triệu hồi nhện cũng thay thế nè. Phép hồi phục thay thế luôn. Ba phép mới tanh đó. Rồi, giờ thì xài thử nào. Không biết ba phép này là phép gì đây. Ừ, có con nhện nè, test trên con nhện thử. Ồ, cái phép gì mà dẫn sức lâu vậy? Phép này tên là Seal of the Rift. Đây, Seal of the Rift đây. Quyển sách này sẽ áp dụng một cái kiểu như là phong ấn ha, phong ấn lên kẻ địch. Và cái địch sẽ kiểu như sợ mình trong một lúc. Ái chà chà, hiểu luôn. Ví dụ bây giờ mình sẽ đánh con nhện đi. Ủa cái gì mạnh nhây? Ôi, sao mình đấm phát chết con nhện rồi? What? Ui, cái phép này ghê vậy? Đó, cấp Apprentice là phép dữ không đấy? Phép đầu mình đã xịn như vậy rồi. Hợp lý, giờ phép thứ hai nào. Ôi da. Ôi, phép thứ hai như nó liên quan tới lửa hay sao á. Mình xài cái nó bị cháy nè. Ồ, phép thứ hai lại là dẫn sức nè. Niệm phép một xíu. Ôi. Dập lửa. Rồi, hiểu luôn. Phép thứ hai là mình chỉ tới đâu là nổ tới đó. Ví dụ nha, mình chỉ vô đằng đó nè. Đó. Dữ. Cái này có thể tấn công từ xa nè. Chỉ vô đó. Phiu. Đấy. Cái này để đi công nhà được nè. Cửa sắt đúng không? Ví dụ, tưởng tượng đi, cái đó là cái cửa sắt ha. Mình sẽ chỉ vô đó. Bùm. Ủa cả. À, hiểu. Cái phép này nó sẽ có một cái tầm nhất định nha. Mình phải trong tầm thì nó mới tấn công trúng được. Ok. Một phép là
áp dụng lời nguyền lên cái địch, một phép là vụ nổ. Trời ơi, đã. Rồi, giờ thì học nốt phép cuối nào. Phép cuối dùng phát được luôn. Có tên gọi là khiên phép thuật. Coi thử coi. Cái này thì chắc là nó sẽ kiểu như bảo vệ mình khỏi phép thuật thôi. Cũng ok. Như vậy thì nãy giờ chỉ có được một phép là tấn công thôi hả ta? Phải thay đổi một xíu rồi. Vậy là mình phải gắn thêm một phép tấn công tầm xa nữa thì mới được. Chứ như vậy thì mình thấy kỹ năng chưa ổn lắm. Ô, mình còn một quyển cấp Apprentice nữa nè. Học luôn nha. Học luôn, học thử luôn đi. Coi thử cái quyển này là quyển gì. Nếu là kỹ năng tấn công thì càng tốt. Rồi, test luôn. What the hell? Đây là một phép liên quan tới tia chớp rồi. Nó tạo ra những cái bẫy tia chớp nè. Đụng vô là bị giật điện nha. Né ra. Kệ, đặt đó có gì bảo vệ nhà mình luôn. Ý. Mình biết luôn rồi. Lần hai mình đã dùng được rồi nè. Đây là phép triệu hồi ra một cái mũi tên sấm sét. Được nha. Mình sẽ lấy một em bò làm vật thí nghiệm nè. Đợi chích điện phát là thế. Hơi bị dữ. Đã. Như vậy thì dàn kỹ năng mới của mình có vẻ khá là tốt ha. Nhưng mà chỉ có đúng một cái phép tạo ra cây sẻn phép thuật này thì mình thấy nó hơi dởm nè. Mình phải thay thế nó thôi. Thay thế bằng phép nào vậy ta? Phép nào hợp lý vậy nhờ? Phép triệu hồi đệ nhờ? Hay là phép... Không, triệu hồi đệ chắc mình sẽ cho vô cây gậy mới mình là hợp lý hơn. Đây, tại vì cây này là thiên về phòng thủ mà. Mình triệu hồi đệ cũng là một cách để phòng thủ. Hợp lý. Rồi. Ok, tạm thời thì mình sẽ thay thế phép heal vô cái phép tạo ra cây sẻn á. Như vậy là cách tốt nhất rồi. Xong. Trước khi đi tiếp thì mình sẽ đặt cái trứng rồng ong ở nhà ha. Hôm nay có trứng rồng ong luôn, trời. Để mình test thử. Test thử luôn là trứng rồng ong có thể ấp bằng máy ấp trứng rồng chạy bằng dung nham hay không. Không được. Vậy là phải ấp bằng máy ấp trứng rồng chạy bằng nước rồi. Mà tiếc là cái máy đó hiện tại mình vẫn chưa làm được vì nó cần tới băng cơ. Tức là mình phải có một cây cúp mềm mại trước á. Hơi khó ha. Nhưng thôi kệ. Giờ thì tạm thời mình sẽ làm thêm bánh mì mình ăn thôi. Gần hết bánh mì nữa rồi. Cỡ gà hơi hao bánh mì. ăn hết cái series này chắc mình thành cái ổ bánh mì luôn á. Rồi cho nó nấu đi ha. Giờ thì chắc mình sẽ đi để kiểu như là khám phá thêm một xíu về địa hình xung quanh của mình thôi. Mình cảm giác là gần chỗ mình ở nó vẫn còn nhiều công trình mà mình chưa khám phá hết đấy. Khoan. Cái lỗ gì đây? Hình như mình thấy cái lỗ gì ở đó. Sao mà giấu mình được? Lỗ gì đây? Nani! Trứng rồng! Night Fury! What the hell? Ôi, mình dập nhung nham trước. Chắc cú, trứng rồng Night Fury đấy. Ngày thứ hai. Ủa? Hai, ba. Ngày thứ tư. Ngày thứ tư thì mình đã tìm được trứng rồng Night Fury rồi. Hôm nay có thể nói là một ngày cực kỳ may mắn của mình luôn ấy. Hầu như những gì hên nhất đều đã dồn vô ngày như hôm nay rồi đó. đã nha. Ôi, vậy thì Night Fury đâu ta? Có tổ rồng thì phải có rồng chứ. Đó là rồng mi mà. Vậy là rồng Night Fury đã bay đi kiếm ăn rồi, không có nhà. Tiếc tới nhà không có kịp chào hỏi gì Night Fury luôn á. Thôi kệ, không gặp mà có được trứng thì cũng ok. Ở đây còn có gầm Ice nữa nè. Wow, đẹp nha. Ok, để đó đi, từ từ cũng sở hữu những em này thôi. Giờ thì chắc đi tiếp nha. Đó, mình nói rồi, hôm nay mình có linh cảm mà. Trời đất ơi, sướng ghê luôn á. Lại gặp thêm tòa tháp này nữa.
À, còn có anh một mắt. Anh chết với tôi, anh chết với tôi. Tôi quên đem theo con mắt của anh rồi. Nên tôi sẽ lấy con mắt mới của anh. Anh một mắt hả? Anh một mắt hả? Chuẩn hết combo luôn. Tấn công đi em. Ôi, đã lắc đầu, lắc đầu. Đừng có năn nỉ tôi. Năn nỉ mi kìa à. Đừng có năn nỉ, đừng có giả bộ ha. Tội nghiệp. Châu nè. Nhờn với nai phương. Ủa gì, nhờn với gồng mi. Hơi bị dữ. Buồn vậy. Sukana rồi, không có mắt. Tưởng đâu có thêm con mắt chứ. Nãy đi mình cũng mới y nữa, mình không có mang theo cái con mắt Cyclops á, mắt đó tiện lắm, làm yếu cái địch các thứ đồ, khá là hay á. Trước mặt mình đang có con gà chơi đồ kìa. Gà chơi đồ á, bữa nay mình sẽ nguyền rủa nó, mình có phép thuật mới rồi. Phép nguyền rủa con gà chơi đồ. Gà chơi đồ nè, úi sao nguyền rủa thất bại. Nguyền rủa lại. Nguyền rủa nè. Con này á. Nguyền rủa luôn. Ủa dạ, dạ sao đau thế? Láo tét. Ui mà cái gậy phép mình quýnh đúng mạnh luôn á. Tạm thời bỏ qua mấy cái vụ phép thuật gì đi. Hình như mình mới biết thêm một cái siêu năng lực mới của cây gậy phép của mình rồi. Đó chính là khả năng ký phát chết luôn. Trời đất, gậy phép gì mà mạnh như kiếm vậy, bò 10 máu mà quýnh một phát chết luôn này. Hơi bị đỉnh nha. Nguyền rủa con ma này. Không, con dâm bay này đi. Nguyền rủa con dâm bay nè. Giờ sợ mình rồi đó, đâu quýnh mình nữa đâu. Nhưng mà mình quýnh một phát là sẽ đi. Trời ơi, cái này nó không phải là cái gậy nữa rồi, nó là vũ khí rồi. Không cần biết nó là con dâm bay hay là con hồng ma á, cứ đấm một phát là chết nó thôi. Đúng mạnh luôn. Ừ đây. Mới nói rồng gặp rồng liền. Bữa nay phải thịt thêm một con rồng nữa mới chịu. Còn có pháp sư lửa nữa. Đây là pháp sư gian ác nè. Ui biến mất rồi. Trời ơi chưa kịp tỉ thí 500 hiệp chứ thanh niên đó nữa. Rồi giờ thì mình sẽ dùng đoạn tấn công của rồng để cà khịa trước á. Ây da, con nào tấn công mình vậy? Mình sẽ kéo máu rồng trước. Nhưng mà kéo máu hơi quá tay rồi. Nó chết luôn rồi. Rồng rồng mi mạnh quá. Giờ lướt sát rồng trước. Chưa kịp test cái khả năng nguyền rủa lên con rồng nữa. Thì nó đã nằm dưới đòn đánh của rồng rồi. Công nhận rồng mạnh cũng khổ. Rồi giờ thì có thêm một chút đồ lặt vặt cho mình ha. Chủ yếu là xương sóc mang về làm đồ ăn cho rồng thôi. Con này nữa. Giỡn mặt hả? Cho nó nổ bánh xác luôn. Vụ nổ nè. Ôi nhưng mà cái phép nổ này nó không có được mạnh cho lắm nha. Đấy, một lần nó có tầm 5 đến 10 máu à. Hơi yếu nha. Ồ, mũi tên sấm sét thì khỏe hơn tí nè. Một lần được cỡ 15 máu. Như vậy thì cỡ 2 đòn là chết được một con zombie rồi. Cũng ok phép đấy nha. Hợp lý nha. Vậy là mình có cái để thay thế cho phép cũ của mình rồi. Ê, what the hell. Mình chưởng mũi tên giám sát mà chúng cái con Reaper là nó thành Reaper điện. Oh my god, căng thẳng vậy. Vậy là phải hạn chế dùng cái phép này lên những cái con Reaper nha. Rồi đây rồi, pháp sư gian ác đã bị mình phát hiện. Nguyền rủa ngươi nè, dám làm pháp sư gian ác hả? Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Ui, sao nó không quán sợ mình ta? Không sợ hả? Ôi nó có phép hồi phục cơ. Trời, nó chọi bông khói mình. Người chọi ta thì ta chọi người. Chọi đi. Như nào? Cho hết khói nè, dám láo tét. Người chọc nhầm người rồi. Cho hết khói ha. Lăn ra xỉu luôn.
này thì vô văn quá, dám chọi bụng khối vô người khác, này thì hãy chơi kỳ cục. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, mình định chọi bông khối thêm á vài ngày nữa đó, nhưng mà thôi vậy thì hơi quá đáng. Đó, quá dữ, quá dữ. Như vậy với nguồn sức mạnh mới từ những cái phép thuật mà mình học trong ngày hôm nay thì mình cảm giác là mình mạnh hơn hôm qua rất là nhiều luôn á. Mà không chỉ mình mạnh, bé My của chúng ta cũng mạnh nữa nha. Nghĩ sao con gồng mà trưởng có mấy cái là đi rồi. Rồi, và hôm nay chiến lợi phẩm của chúng ta là hai cái trứng rồng mới toanh luôn á. Một là trứng rồng Bi, hai là trứng rồng Night Fury. Mình không thể tin được là hôm nay mình lại có thể sở hữu hai cái loại quả trứng rồng này luôn á. Cực kỳ may mắn mới gặp được đó nha. Đồng thời thì mình cũng đã chính thức có được một cái cây gậy phép thuật ở cái cấp độ Apprentice rồi. Trong thời gian rảnh mình sẽ gán luyện cho nó để đầy cái thanh nâng cấp, để chúng ta nâng cấp lên cấp độ Advanced luôn nha. Lúc đó thì còn học được nhiều phép xịn sò con bò hơn nữa đó. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi cực kỳ may mắn ngày hôm nay. Hy vọng những chuyến đi tiếp theo thì chúng ta sẽ vẫn may mắn giống như vậy. Còn bây giờ thì bye bye.